Tôi nhớ như in khi ba tôi chở tôi đi đại học đại học. Trong ngày mưa giông trên tuyến đường từ Kiên Giang về Cần Thơ, ba tôi sợ tôi ướt, vừa chạy xe vừa hỏi: "Con vẫn tốt chứ? Con có đói bụng không?" Hoàn cảnh trong gia đình tôi lúc ấy cũng không gọi là khá giả lắm. Nhưng vì tôi ở nhà người thân, mẹ tôi dành đủ tiền mua được một chục hộp vịt. Rồi một chục hộp vịt đấy cũng đem biếu cho người khác. Tôi nhớ ba mẹ tôi. Tôi nhớ ba tôi chạy chở tôi trên chiếc xe ò ò. Nơi phương xa, tôi nhớ đến mẹ tôi đang hướng về nơi chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết nơi phương xa ấy. Cầu xin Chúa cho mẹ tôi sẽ bớt đi nỗi nhớ về các con mình ở nơi phương xa. Xin những ai còn ba mẹ, xin hãy hiếu kính và làm tất cả những gì mình có thể. Xin cậy ơn Chúa mà chúng ta bước đi với Ngài trong sự yêu thương, đặc biệt trong sự yêu thương đối với cha mẹ mình nha.